Em ơi, cưới anh đi. Nếu mà không cưới anh sẽ tự tử đó. Mày điên hả? Mới gặp con người ta rồi bắt người ta cưới, người ta không cưới rồi tự tử. Mày chết cậy mày chứ. Đúng rồi đó Long ơi, ông ngu quá à. Chứ giờ sao chú con đâu biết gì đâu. Trời ơi, bây giờ quỳ như vậy cũng được rồi. Đưa một tay lên trời, cái mặt phải là rất là thành khẩn, hiểu không? Hát một bài hát tỏ tình đi. Cha già rồi đúng không? Mắt yếu tay chân thì run. Đến. Tỏ tình đó hả? Tỏ tình mà hát cha già rồi đúng không? Con biết mỗi bài hát đó thôi à. Trời ơi. Thôi tôi cho một lời khuyên nè. Ông đừng tỏ tình với ai hết á. Cuối đời cứ đến với anh Minh của tôi. Đến. Nói gì gì kỳ vậy? Con nói về anh con buồn rồi sao? Không có đâu bà. Ông ơi, cố lên Long. Cố lên. Sao ba quýnh luôn con vậy ba? Thấy chưa? Cái chuyện giới tính của con mà một tay ba gạch đá luôn hai đứa con trai của ba rồi. Ông ơi, cố lên. Nhớ con hiểu nha. Ê Minh ơi, bà có sao không Minh? Để tôi nói tôi phụ ba. Bước lên tôi giết mày liền đó. Ông sao vậy? Trời ơi, từ sáng giờ tôi không hiểu ông bị gì luôn á. Thôi ông đi ra làm sao đi, tôi chở cho. Leo lên đi. Ôm tôi chặt chưa? Long, ông có gì mà chăm chú vậy? Long, ê, trả lại tôi đi. Ông có gì mà chăm chú vậy? Trả lại tôi đi. Trời ơi, có cái gì đâu. Long à, từ sáng giờ ông sao vậy? Ông cứ như người thất thần vậy đó. Rồi bây giờ tự nhiên ông coi tấm hình trống không, không có cái gì với ông hết á. Ai nói với ông là tấm hình trống không? Tôi mới thấy có gì đâu. Nè, ông nhìn kỹ chỗ này đi. Ông ăn luôn đi. Điện thoại ông thúi quá. Ông tào lao vừa thôi. Ông nhìn thấy chưa? Mà ai vậy? Có lẽ tôi đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Chị ơi, cho em lấy những tác phẩm, lấy sách ạ. À, em lấy sách à? Những tác phẩm của Shakespeare? Dạ. Tiếc quá, toàn bộ sách này đều có người mượn mất rồi em. Dạ, em cảm ơn chị. Em chào chị. Chị ơi, em muốn gửi lại sách. Em ơi, sách của em có rồi nè, em có muốn mượn nữa không? Ê, em ơi. Long à, bình tĩnh đi không? Không biết sao không? Bức hình này, đây là bức hình riêng trách tôi có. Vậy bây giờ ông có biết là nhà của cô ta ở đâu, xong rồi địa chỉ, rồi học trường nào không? Biết. Hôm đó lúc cô ấy trả sách, tôi đã nhìn vào địa chỉ
và biết được nhà cô ấy. Vậy hay rồi. Ngày hôm sau tôi tới đúng địa chỉ đó. Gặp không? Mới biết là đó là nhà của người sản xuất sách. Sao ngu quá vậy? Nhưng mà ông ơi, tôi lanh trí là tôi quay về và tôi cố gắng bằng mọi cách, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được nhà cô ấy. Nhưng mà tôi nhát, tôi không có dám tỏ tình với cô ấy. Tôi nhát, tôi yếu đuối lắm đúng không? À, ông ngu nữa. Ngay lúc này tôi cần một bờ vai lắm ông ạ. No, please, don't cry on my shoulder. Lỗ mũi ông ói quá trời kìa. Nuốt vô. Long, tôi thấy vậy. Nếu như ông đã biết được địa chỉ của cô ta thì bây giờ mọi chuyện rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần lập ra một kế hoạch thật là hoàn hảo để thả thính. Nhưng mà chuyện này có khả thi không ông? Có, ông yên tâm đi. Lần này tôi sẽ giúp cho ông thoát khỏi nghi vấn yêu nhau với tôi. Ông hay quá, cho tôi ôm ông một cái. Ừ. Ông mũi ông ói quá Long. Ông mua thuốc đi. Nhìn tôi đi. Thời đại bây giờ con gái rất là thích ngôn tình. Cho nên ông phải có một cái nét ngôn tình như tôi vậy nè. Là sao tôi đâu có hiểu? Ông hiểu nữa hả? Bây giờ ông thử ông giả làm con gái đi. Xong rồi tôi làm con trai, tôi tỏ tình thử cho ông coi ha. Con gái? Ông giả làm con gái đi. Đúng rồi. Trước khi ông tỏ tình với con gái, ông phải tạo nét. Ông phải có một dáng đứng. Ông hiểu không? Ông đứng khiêu gợi lên. Xong rồi ông bước qua một cách rất là đàn ông và phong cách. Bước. Ông nói: chào em, sao em chưa cạo râu vậy? Hoàn toàn không được nói câu đó. Đúng rồi, đúng rồi, tại sao của tôi mà. Con gái rất là ghét mình phát hiện ra râu của con gái. Cho nên ông nói: chào em. Chào em. Anh yêu em nhiều lắm. Nếu em cho anh 4 ngày để yêu em thì đó chính là xuân, hạ, thu và đông. Còn nếu em chỉ cho anh 3 ngày thôi thì đó chính là ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Ê, cái gì vậy? Ông phải hít một hơi thật sâu. À, hít thêm một hơi để cho người kia cảm thấy hết hồn. Sau đó ông nói tiếp: em à, hay quá. Nếu vẫn còn quá nhiều, em chỉ cần cho anh 2 ngày thôi. 2 ngày thôi? 2 ngày để yêu em. Đó chính là ngày chẵn và ngày lẻ. Còn nếu vẫn còn nhiều thì anh chỉ xin yêu em một ngày này thôi. Đó chính là ngày em còn sống. Sau đó ông nhắm mắt lại. Chưa hả? Đó, con gái sẽ làm y chang như vậy. Bởi vậy ông đừng bao giờ mà hung con gái sau khi nói câu đó. Biết phải đợi một giờ thời gian sau mình hoàn chỉnh cái mối quan hệ rồi mình mới tiến tới bước đó. Hay quá. Nhưng mà ông có chắc cái này thành công không? Chứ ông nghĩ hồi xưa sao tôi quen được Yumi. Tôi cua Yumi vậy đó. Chắc là không bao giờ thành công. Cái gì vậy mày? Giỡn mặt hả? Tao đang nghiêm túc ở đây mày vô mày đùa mày giỡn hả? Anh nghĩ đi. Thời buổi nào mà con cua gái cái kiểu sến sủa của anh nữa. 2017. Vậy thì anh cứ chơi kiểu đó đi, không bao giờ có gái nào theo anh đâu. Mày làm như mày con gái vậy mày biết. Tôi không phải là con gái. Mà tôi biết tâm lý con gái muốn gì. Vấn đề là chỗ đó đó. Anh có bao giờ có cái cảm giác đứng như một chỗ ở nhà 10 đứa con gái bu quanh là anh chưa? Đúng rồi ông ơi. Còn tôi thấy 10 bạn nữ đang đứng, tôi tới thì mấy bạn bỏ đi. Sao tội không có vậy? Vậy ông chỉ cho tôi kinh nghiệm này được không? Làm cái trò vậy? Bên này mới chỉ. Có thấy hiệu quả không? Không. Thì bắt trước chị. Ừ. Đừng bao giờ đi tin những đứa non nớt. Hãy đi hỏi người lớn chỉ cho. Ok. Ok. Tưởng chuyện gì? Chuyện tỏ tình chú đây một bụng.
Dạ, tôi giúp con mấy. Để chinh phục phụ nữ chúng ta phải cần gì? Cần thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông là ăn to và nói lớn. Cái đó cũng phải lớn nè chú. Cái này giống như là tai nạn trong lúc tỏ tình, không phải ai cũng thích. Tốt nhất là con nên bỏ. Dạ. Không nói nhiều, thực hành. Em ơi, cưới anh đi. Nếu mà không cưới anh sẽ tự tử đó. Mày điên hả? Mới gặp con người ta rồi bắt người ta cưới, người ta không cưới rồi tự tử. Mày chết cậy mày chứ. Đúng rồi đó Long ơi, ông ngu quá à. Chứ giờ sao chú, con đâu biết gì đâu. Trời ơi, bây giờ quỳ như vậy cũng được rồi, đưa một tay lên trời. Cái mặt phải là rất là thành khẩn, hiểu không? Hát một bài hát tỏ tình đi. Cha già rồi đúng không? Mắt yếu, tay chân thì run. Đến. Tỏ tình đó hả? Tỏ tình mà hát cha già rồi đúng không? Con biết mỗi bài hát đó thôi à. Trời ơi. Thôi tôi cho một lời khuyên nè. Ông đừng tỏ tình với ai hết á. Cuối đời cứ đến với anh Minh của tôi. Đến. Nói chuyện gì kỳ vậy? Con nói về anh con buồn rồi sao? Không có đâu bà. Ông ơi, cố lên Long. Cố lên. Sao ba quýnh luôn con nha ba? Thấy chưa? Cái chuyện giới tính của con mà một tay ba gạch đá luôn hai đứa con trai của ba rồi. Ông ơi, cố lên, nhớ con hiểu nha. Ê Minh ơi, bà có sao không Minh? Để tôi nói tôi phụ bà. Mày bước lên tôi giết mày liền đó. Rồi tới chừng nào mới chịu nói chuyện với lại người yêu hả? Kêu mày qua tỏ tình. Không. Kêu qua tỏ tình rồi đứng mày múa hoài sao được? Hay quá Long ơi. Kêu qua tỏ tình mày đứng gì? Mày phải hỏi chứ, phải nói chuyện với người yêu mình chứ. Mày bị khủng hay sao trời? Mày không được rồi bà ơi. Ê trời. Quỷ. Mày làm gì vậy? Còn một thằng kia làm gì mày đứng ở trên hai đứa cười hăng hạc vậy? À la ông trùm rồi lối xóm ta la sao? Trời ơi, nó tỏ tình với bạn gái nó mà nó không có năng khiếu gì hết, nó đứng nó nhảy một chỗ không à. Ba, hồi đó ba cua má làm sao, ba có kinh nghiệm ba chỉ nó đi ba. À, tỏ tình cua má mày hả? À? Úi, chuyện nhỏ. Khùng mà giật kinh phong hả? À, tim đập hả? À, dạ. Được. Thôi vô, ông chỉ cho con. Dạ. Trời ơi, nhảy hoài. Trời ơi. Được. Chết đi. Trời ơi, nó làm. Tôi cũng khùng thế nó. Ba nó đâu? Ra biểu coi. Gì dạ? Ra đây. Chết cha. Giờ mà ông biết mình làm bể cái bình quyền vũ, chắc ông đuổi mình ra khỏi nhà quá. Đưa đi coi. Hàng của ông chưa có về. Cái gì? Hàng quyền vũ nữ chưa có về. Rồi nó sẽ về. Hãy đưa tay trái của em đây xem. Chuyện gì vậy? Gì mà đưa tay trái? Soái ca tặng cho em. Hôm nay ông sao vậy? Tặng cho em một nhành bông khô. Ông ơi, coi như là bông. Nam bị gì vậy ông Nghĩa? Em hãy ngồi xuống cạnh anh. Ngồi xuống đây. À, ôi tóc em bập bình. Ôi dáng em bập mập. Nhưng anh yêu, anh yêu bằng tất cả trái tim mình. Anh yêu em không có gì kể xiết. Chiều nay em muốn đi xem phim hay ăn kem? Nói đi, dù một lời làm tan nát túi tiền nhau. Nay ông sao vậy? Em muốn đi đâu? Em muốn đi đâu? I love you. Gì vậy? Trời ơi, tôi muốn nó coi mấy đứa nhỏ nó cười kìa. Muốn nó. Ý. Trời ơi, con cười vậy? Thấy chưa? Phải biết đối với phụ nữ mình là một soái ca của nàng. Ông yên tâm đi, ông phải tin ba với ông nội của tôi. Tập biết rồi hả?
thẳng cái tay ra. Nghe. Sao? Trà sữa hả? Bận rồi, vậy nha. Trời ông ơi. Phải công nhận nha, thằng Mẫn nhà mình nó bảnh quá ông ơi. Tôi thích cái kiểu bảnh bảnh như vậy đó. Tôi ghét ghê vậy đó. Để đẹp trai rồi mà còn bày đặt cool ngầu nữa. Mà công nhận á, tôi hiểu tại sao con gái thích nó rồi đó. Sao vậy? Cái phong cách bất cần của nó đó. Ông học theo đi, tôi chỉ cho. Đâu rồi? Đâu? Ông đi đâu vậy Long? Không học hả? Bất cần. Ê. Ê, ê. Ôi, nặng dữ. Mập quá vậy? Không mập á. Bây giờ bình tĩnh chưa? Rồi. Thẳng lên hùng nữa nha. À, đứng, đứng lên. Thẳng lên. Hơi thở đều. Rồi. Được chưa? Rồi rồi rồi. Ông mập quá. Tôi mập quá. Bây giờ ông cứ bình tĩnh đi. Ông cứ tiến thẳng vô. Tụi tôi đứng ở ngoài đây yểm trợ. Rồi, được chưa? Rồi. Sẵn sàng. Ui. Em có nghe thấy gió nói gì không? Em có nghe thấy anh không. Nói hát lớn lên. Hát lớn lên. Dặn volume lên. Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió. Cái gì đem cái đĩa CD theo mở cho hát rồi. Thiệt luôn. Trời ơi, làm gì vậy? Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió. Điên hả? Khoan, 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 khoan. Buông ra, cậu làm gì vậy? Không phải, bà nghe này. Mình thích bà. Ui da. Ây da. Cho mình xin. Khoan đã, mình phải bất cần thì gái mới cần mình. Làm gì thế nhỉ? Lụng lụng trai là lụng good. Bạn đừng bao giờ nhìn mặt mình nữa. Đồ chó. Chó anh ơi. Có chó. 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 Chó